Mến chào các bạn! Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về hai từ bắt nọt hay bắt lọt. Trước hết, bắt nọt. Bắt nọt là giả vờ như đã biết rồi, để người nghe phải giật mình, nói ra điều đang giấu giếm. Thí dụ, chỉ giỏi bắt nọt, đừng bắt nọt nhau nữa. Thứ đến, bắt lọt bắt lọn là viết sai chính tả từ này không có ý nghĩa thế nên bắt nọn mới là từ đúng các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ tiêu chuẩn và tiêu chí mến chào tạm biệt các bạn